Ok, chào mừng anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã quay trở lại với kênh chứng khoán. Thì ngày hôm nay thì là một cái phiên mà bán rất là mạnh của thị trường, đúng không ạ? Theo Hoàng sẽ làm cái video đánh giá cho anh chị em cái diễn biến thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, cũng như là chúng ta lưu ý những cái kịch bản và liệu thị trường giảm như thế này thì nó là rủi ro hay là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư của chúng ta. Thì hiện tại cái tâm lý của anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đang rất là hoang mang, bởi vì không lâu trước đó thì chúng ta thấy là thị trường nó cũng có những cái phiên gãy rất là mạnh và nhà đầu tư đang lo lắng cái vấn đề là như vậy. Thì liệu là thị trường nó có như vậy hay không, đúng không? Thì anh chị em chúng ta cần xem hết cái video này. Thì cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì đầu tiên họ sẽ đánh giá về cái diễn biến thị trường, cái thứ hai cũng như là cập nhật các cái cổ phiếu cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta, cũng như là đánh giá một số những cái cổ phiếu nếu mà cái dòng tiền hiện tại sắp tới sẽ vô những cái nhóm ngành gì. Thì đấy là ba cái mục chính ngày hôm nay mà sẽ đánh giá cho anh chị em trên cái video này. Thì trước tiên chúng ta thấy là với cái bối cảnh hiện tại thì anh chị em chúng ta phải cần nắm chắc đó là cái yếu tố về mặt đó là dòng tiền, đúng không ạ? Thì yếu tố này thì Hoàng sẽ cập nhật ở cái phần sau. Trước khi là chúng ta đánh giá cái thị trường thì chúng ta thấy là cái diễn biến thị trường ngày hôm nay, chúng ta thấy là buổi sáng rất là tích cực bởi cái thông tin tốt rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là phiên chiều áp lực bán nó bắt đầu nó ra. Thì tại những nhịp giảm đầu tiên thì cái lực cầu nó vẫn vô mua rất nhiều đối với cái thị trường ngày hôm nay, nhưng mà ở những cái nhịp giảm tiếp theo thì chúng ta thấy là bắt đầu nhà đầu tư cá nhân của chúng ta bắt đầu mang hàng ra bán, và nhịp giảm tiếp theo thì nó lại đến giai đoạn là gần hết giờ giao dịch rồi. Thì chúng ta thấy là cái lực cầu nó không mua vào nữa và nó không có cái sự đỡ giá nữa, thì khả năng cao cái yếu tố như thế này thì chúng ta có thể là phân tích cái tâm lý đám đông, thì họ sẽ chờ mua ngày mai để nó được giá hơn. Thì đấy là tổng quan cho anh chị em thấy là cái lực cung cầu ngày hôm nay nó diễn biến như thế nào, nó vẫn có lực cầu vô mua rất là tốt. Rồi chúng ta thấy là cái phân bổ các cái lớp cổ phiếu ngày hôm nay thì các cái cổ phiếu giảm nó chiếm đa số, nhưng mà cái được một cái là chúng ta thấy là không có nhiều các cái cổ phiếu sàn ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ có một số những cái cổ phiếu đầu cơ thôi, đúng không ạ? Đầu cơ ở đây ví dụ là TGG này, rồi HBX, rồi VBG nó bị sàn thôi, và hầu như là chúng ta thấy là đa số các cái cổ phiếu nó chỉ giảm 3-4% thôi và không có cái yếu tố sàn. Thì đấy là những cái tín hiệu tích cực cho cái diễn biến thị trường ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay mà chúng ta có thể là nhìn được. Cũng như là chúng ta nhìn về phân lớp các cái lớp cổ phiếu thì chúng ta thấy là một số những cái cổ phiếu ngân hàng, hay là đặc biệt ngày hôm nay nhóm ngành chứng khoán nó vẫn hút được cái dòng tiền. Thì đây là những cái nhóm ngành về cơ bản, đúng không? Anh chị em chúng ta có thể là xem như vậy. Thì chúng ta thấy là tổng quan như vậy thì chúng ta thấy là đây là chỉ là những cái nhịp giảm điều chỉnh bình thường của cái thị trường. Và thường chúng ta thấy là trong những cái giai đoạn ở đây, tại sao anh chị em chúng ta lại thấy là thị trường nó lại có những cái nhịp giảm sốc như vậy, thì chúng ta phải lưu ý cái bối cảnh hiện tại thị trường được dẫn dắt bởi cái dòng tiền chủ yếu là từ đám đông nhà đầu tư cá nhân như Hoàng và các anh chị gọi là đám đông, và ở bên ngoài rất là nhiều người. Thì cái dòng tiền thị trường hiện tại được dẫn dắt bởi cái dòng tiền đầu tư của cá nhân, và chúng ta thấy là cái dòng tiền này nó sẽ tiếp tục nó đổ vào thị trường bởi vì cái kênh ngân hàng, cái lãi suất bây giờ nó rất là thấp. Và chúng ta thấy là khi mà dòng tiền cá nhân như vậy thì chúng ta để ý là cái tình trạng mà chúng ta vay bằng chin hiện tại nó như thế này. Có nghĩa là năm 2022 trở lại thì chúng ta thấy là cái tình trạng mà chúng ta vay bằng chin của nhà đầu tư cá nhân chủ yếu là chúng ta vay từ các cái công ty chứng khoán. Thì công ty chứng khoán thì thường họ cho vay cao nhất là ký quỹ 50, có nghĩa là anh chị em có 1 đồng chúng ta có thể là vay lên 1 đồng. Nhưng mà cái trạng thái hiện tại của phần lớn nhà đầu tư cá nhân của chúng ta thì chúng ta vay kho rất là nhiều. Vay kho là gì? Là chúng ta vay qua một cái bên khác không chính thống, và hầu như là cái margin có thể là cho vay rất là cao, có thể là có 1 đồng anh chị em chúng ta có thể là vay 3 đồng, 5 đồng. Vì thế khi mà thị trường nó có những cái diễn biến bán á, thì hầu như là áp lực bán nó rất là lớn. Thì anh chị em chúng ta cần nắm cái bối cảnh thị trường là như vậy để chúng ta là gì, chuẩn bị trước, đúng không ạ? Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cũng như là cái tinh thần trước để chúng ta biết là khi mà thị trường giảm thì nó sẽ rung lắc rất là mạnh, nó không như là trong giai đoạn 2021 nữa. Khi mà rung lắc thì chúng ta thấy là nó giảm từ từ, nhưng mà bây giờ thì nó không như vậy, và cái lượng vay kho rất là nhiều. Thì cái nguyên nhân như thế này thì do cái lượng mà 2022 chúng ta mất rất là nhiều tài sản, chúng ta mất rất nhiều tiền, thì đương nhiên là cái tâm lý gỡ gạc chúng ta có
thì cái yếu tố là như vậy, và anh chị em chúng ta cần nắm để chúng ta chuẩn bị trước những cái tinh thần. Đấy là cái bối cảnh hiện tại về cái dòng tiền trên cái thị trường mà anh chị em chúng ta cần nắm bắt. Ok, một cái yếu tố nữa thì cái phiên giảm ngày hôm nay Hoàng đánh giá là tương đối là hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có cái kỳ cơ cấu ETF, và cái yếu tố này Hoàng đã nói ở giai đoạn tuần trước khi mà chúng ta nghỉ thứ bảy chủ nhật rồi. Có nghĩa là ở cái tuần đầu, những cái phiên đầu tuần nó sẽ rung rắc rất là nhiều, bởi vì nó có yếu tố là cơ cấu ETF ở giai đoạn cuối tuần này. Và nếu thị trường có biến, thường nó sẽ diễn ra ở giai đoạn sau ETF cơ. Còn nếu như những cái phiên giảm ngày hôm nay thì là những cái phiên điều chỉnh bình thường mà thôi. Yếu tố thứ hai là các cái cổ phiếu sàn nó không chiếm quá nhiều. Và yếu tố thứ ba mà anh chị em chúng ta để ý ở đây là chúng ta thấy là nhóm về chứng khoán nó vẫn hút dòng tiền. Chúng ta lưu ý là cái nhịp gãy trước đó thì cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành lao lên đầu tiên, đúng không ạ? Với đại diện là SSI thì chúng ta thấy là bây giờ nhóm chứng khoán nó chưa gãy, đúng không ạ? Chưa gãy thì chúng ta thấy là thị trường của chúng ta vẫn ổn, bởi vì nhóm chứng khoán là dẫn đầu. Chúng ta phải xem cái yếu tố là nhóm chứng khoán. Thì đấy là lý do tại sao mà Hoàng đánh giá đây là chỉ là những cái nhịp giảm điều chỉnh bình thường thôi. Còn về xu hướng thị trường, đúng không ạ? Xu hướng thị trường thì phiên ngày hôm nay chỉ là một cái phiên xác nhận thị trường tiếp tục một cái trạng thái sideways, và nó chưa tiếp tục cái xu hướng tiếp tục tăng thôi, đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay là chúng ta thấy là chui xuống dưới với một cái vùng bán như thế này thì nó hình thành cho thị trường tiếp tục một cái trạng thái sideways. Sideways ở đây là biên độ nào? Từ 1215 cộng trừ, đó là cái đường màu xanh Hoàng kẻ ở đây, đến vùng bên trên là 1245 cộng trừ, thì thị trường đang sideways trong cái biên độ như thế này, đúng không ạ? Thì khả năng cao ngày mai thì về 1215 thì lực cầu lại bắt rất là nhiều. Thì họ nghĩ là đây là những cái cơ hội cho anh chị em nào mà chúng ta chưa có cổ phiếu thì chúng ta tham gia, chúng ta mua. Nhưng mà đoạn này Hoàng thấy bắt đầu cái dòng tiền nó bắt đầu nó sang các cái cổ phiếu cơ bản rồi. Vì thế anh chị em chúng ta chú ý những cái cổ phiếu cơ bản như là nhóm sắt thép này, rồi các cái cổ phiếu về xuất khẩu, đánh đầu cơ, đúng không? Đánh ngắn hạn, thì anh chị em chúng ta chú ý những cái cổ phiếu như vậy. Còn các cái cổ phiếu penny Hoàng thấy là đã có những cái tín hiệu đứt gãy dòng tiền rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc cổ phiếu penny thì nó đã mất cái sóng từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Chủ yếu giai đoạn này chúng ta đánh cổ phiếu lớn thôi, bởi vì dòng tiền lớn thì chúng ta phải đánh những cái cổ phiếu cơ bản có những cái câu chuyện mà nó kể. Thì đấy là những cái dòng mà anh chị em chúng ta cần tập trung đầu tư công nè. Thì đấy là những cái dòng mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Rồi, cái diễn biến thị trường tổng quan là như vậy, anh chị em chúng ta nắm bắt. Thì tóm lại là cơ hội để anh chị em nào chúng ta chưa có cổ phiếu chúng ta mua. Còn cái vấn đề mà các cái nhà đầu tư họ đang kỳ vọng một cái vấn đề rất là lớn, đó là họ mong muốn là bán được đỉnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã xác định được một cái uptrend rồi và chúng ta mua ở những vị thế đẹp rồi thì Hoàng khuyến nghị cho anh chị em là chúng ta nên cầm, đúng không ạ? Trước khi chúng ta lướt sóng á thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ rất là mệt, đúng không ạ? Cái tâm lý của chúng ta không có ổn. Thứ hai là chúng ta phải canh thị trường rất là nhiều, vì thế này nó tổn hại cái năng lượng của chúng ta. Vì thế thì cái thứ ba nữa, cái việc bán đỉnh là cái điều bất khả thi, đúng không ạ? Bất khả thi, và hầu như là không có ai làm được, đúng không ạ? Không có ai làm được. Trong một cái người, một người siêu thì hầu như là cả một cuộc đời chỉ gặp mấy lần may mắn thôi, chứ còn mà để mà bán được đỉnh thị trường thì hầu như là không có ai làm được. Đấy là những cái lưu ý cho anh chị em. Vì thế anh chị em chúng ta đừng có kỳ vọng là chúng ta bán lĩnh, chúng ta chỉ xác định được cái xu hướng thị trường, yếu tố dòng tiền và chúng ta tham gia thôi. Rồi tiếp theo Hoàng sẽ phân tích một số những cái cổ phiếu. Đầu tiên là nói về nhóm sắt thép. Sắt thép đoạn này thì Hoàng thấy bắt đầu Hòa Phát nó yếu. Thì Hòa Phát đã nói cho anh chị em rồi, đoạn này Hòa Phát thì nó đã tăng một đoạn trước đó rồi, nên đoạn này thì nó sẽ rung lắc là tương đối là bình thường. Thì nó sẽ rất là khó tăng, đúng không ạ? Đấy lý do tại sao trong đoạn vừa rồi Hoàng đánh các cái cổ phiếu nhỏ thôi, như là Nam Kim thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Thì với cái việc Hòa Phát hiện tại thì nó lại gặp một cái yếu tố là cái khối ngoại nó bán rất là nhiều, đúng không ạ? Bán rất là nhiều. Và với cái việc bán như vậy thì áp lực nó sẽ rất là lớn, đúng không ạ? Thì anh chị em cầm những cái cổ phiếu này chúng ta chú ý. Về chiều giảm thì Hoàng nghĩ là rất là khó. Nói chung là nó chỉ là trạng thái sideways thôi, đúng không ạ? Nhưng mà về mặt tăng giá thì Hoàng nghĩ cũng tương đối là khó luôn, bởi vì cái khối ngoại đang bán rất là nhiều. Thì anh chị em nào mà chúng ta cầm cổ phiếu này thì chúng ta chú ý cái vấn đề như vậy. Rồi chúng ta sang Nam Kim. Thì Nam Kim ngày hôm nay chúng ta thấy là giảm khoảng là 4% thì trả lại cái cây tăng ngày hôm qua luôn. Tuy nhiên với một cái bối cảnh thì nó giảm theo thị trường chung như thế này thì Hoàng thấy là rất là bình thường, đúng không ạ? Và thường ở một cái trạng thái mà break out qua cái vùng đỉnh rồi thì nó sẽ cần những cái nhịp test như thế này. Thì room của Hoàng cũng đã cho mua ở những vị thế đẹp rồi.
thì anh chị em chúng ta vẫn cứ cầm tiếp. Rồi hôm nay Hoàng nói về cái nhóm chứng khoán một chút. Thì nhóm chứng khoán thì đoạn này đúng không? Mặc dù thì là một cái cổ nhóm ngành mà chúng ta có thể là tương lượng cho thị trường trước. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại Hoàng nghĩ là anh chị em nhà đầu tư của chúng ta vẫn nên là chúng ta chốt lời. Hoàng vẫn duy trì quan điểm như vậy. Thứ nhất là chúng ta thấy là nó đã tăng nóng một cái giai đoạn khoảng 30% trong một cái giai đoạn thời gian rất là ngắn rồi. Cái yếu tố thứ hai nữa thì chúng ta để ý là những cái cổ phiếu này với cái việc tăng như vậy thì nó sẽ không còn để mua nữa rồi, đúng không ạ? Mua bây giờ rất là rủi ro, chúng ta ăn không được bao nhiêu hết. Vì thế thì đây là cái nhóm ngành mà cũng Hoàng cũng bỏ ra khỏi cái tầm nhìn của mình luôn, đúng không ạ? Chủ yếu mình nhìn nó và mình đánh giá về cái nhóm ngành tài chính tổng quan thôi. Cái đoạn này mà kêu mua chứng khoán thì thật sự là không còn những cái điểm mua nữa. Và lên tới đây thôi thì Hoàng nghĩ là với trạng thái mà kéo mà rứt khoát như thế này thì Hoàng nghĩ là anh chị em chúng ta cũng nên là chúng ta canh, chúng ta chốt lời nếu anh chị em đang cầm hàng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo Hoàng nói về một cái cổ phiếu tương đối là quan trọng mà anh chị em ngày hôm nay để ý. Thì nguyên nhân là Novaland nó giảm thì do một số những cái thông tin đáo hạn trái phiếu thôi. Tuy nhiên Hoàng nghĩ là những cái thông tin này rồi cũng sẽ được hỗ trợ mà thôi. Và những cái trạng thái cổ phiếu bất động sản á, thì tại sao trong giai đoạn vừa rồi anh chị em hỏi Hoàng cái việc mua thêm rất là nhiều. Nhưng mà Hoàng đã chia sẻ cái đặc tính cổ phiếu bất động sản cho anh chị em rồi, là một cái cổ phiếu mà FOMO theo đám đông. Vậy thì chỉ có một cái yếu tố để chúng ta chiến thắng thôi là chúng ta phải mua đúng cái điểm của nó, đúng không ạ? Mua cái đúng điểm của nó và chúng ta cầm tiếp tục, đúng không ạ? Cầm tiếp tục thì chúng ta mới lời được. Còn mà chúng ta mua thêm rồi chúng ta cái lòng tham chúng ta lên, chúng ta mua thêm và chúng ta sử dụng margin á thì chỉ cần chỉ 1-2 cây thì anh chị em mất hết lại. Đúng không? Đấy là những cái yếu tố đặc tính của nhóm ngành bất động sản thì chúng ta phải cần mua đúng điểm. Nhưng mà với một cái yếu tố mà giảm như thế này thì Hoàng nghĩ là tương đối là bình thường. Cái cây volume ngày hôm nay nó cũng không quá lớn. Nó không quá lớn. Thì đối với những cái cổ phiếu này giảm thêm 2-3 cây sàn nữa thì Hoàng nghĩ là cái lực cầu vô bắt rất là nhiều, đúng không ạ? Thì Hoàng nghĩ là cũng không có gì là chúng ta quá lo lắng đâu. Hoàng nghĩ là nó vẫn còn những cái câu chuyện của nó để nó đánh đấm thì vẫn ok. Rồi Phát Đạt thì ngày hôm nay có một cái phiên bán và cái áp lực bán khoảng 15 triệu như thế này thì nó vẫn tương đối ổn. Theo Hoàng nghĩ là anh chị em chúng ta vẫn có thể là cầm tiếp được, đúng không ạ? Khả năng cao và nó lại test lại cái vùng 23-24 thì nó sẽ quay trở lại thôi, đúng không ạ? Thường cổ phiếu break out qua đỉnh thì nó sẽ có những cái nhịp test lại và cái volume ngày hôm nay không bán không quá lớn thì anh chị em chúng ta cứ yên tâm. Theo Hoàng nghĩ là các cái cổ phiếu bất động sản nó còn chưa sàn, nó chỉ còn giảm nhẹ như thế này thôi thì thị trường của chúng ta vẫn còn ổn rất là nhiều. Đấy là những cái yếu tố mà anh chị em chúng ta có thể là nắm bắt được. Ok, thì đấy là một số những cái nhóm ngành cho anh chị em trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Hoàng nghĩ là tổng quan này thị trường giảm nó sẽ là cơ hội thôi. Còn nếu mà có biến gì của thị trường thì Hoàng nghĩ là nó sẽ sau ETF thì lúc đấy Hoàng đánh giá sau. Thì tạm thời ngày hôm nay là như vậy đã. Ok, video ngày hôm nay đến đây kết thúc. Chúc anh chị em có một cái buổi tối thật là vui vẻ và phiên giao dịch ngày mai nhiều cái sự thuận lợi.